Bóng ta lần này đã cắt chớp nhiều. Euro hay World Cup không làm ta hào như xưa. Hai mình hai từ khai mạc hôm nay, ngày nay bạn trẻ yêu đội tuyển quốc gia châu Âu và Nam Mỹ. Đội tuyển Việt Nam đã có chút xanh tiếng nhỏ, giải vô địch quốc gia châu Âu sôi động quanh năm, mọi người đó mong quá rồi. Hai sai xa của Rudy Kết, chưa có thu Nhật Bản ở World Cup 2022. Thì dù nhân cái kết đắng và bị loại, cầu thủ gốc Phi là vấn đề. Với các đội vốn đậm bản sắc châu Âu, nhưng mình đâu đi cả nhớ đến Balotelli. Scotland không là vật cản lớn, chưa có xe tan Đức với một sao là Kai Havertz đang đặt phong độ tốt. Toni Kroos muốn cháy lên lần cuối với đội tuyển trên sân nhà tối nay. Chào mừng Euro 2022. Chào mừng Euro 2024 Germany. Chào mừng.